Đây là trang trí đồ Tết á. Cái lồng đèn nha mẹ. Trang trí Tết á. Nón lá. Nhìn giống, nhìn tin giống ông nông dân quá. Cái mẹ. Gồng gồng ta chỉ nhân nhân. Sao? Cái gồng gồng ta chỉ nhân nhân về xây nhà bếp. Nó nồi chung bếp chia ra 5 phần, 1 phần cho mẹ, 1 phần cho cha, 1 phần cho bà, 1 phần cho chị, 1 phần cho anh. Đọc lại coi. Chánh chánh gồng gồng cho ta chạy cho nhanh về xây nhà bếp nấu nồi cơm nếp chia ra 5 phần, 1 phần cho mẹ, 1 phần cho cha, 1 phần cho bà, 1 phần cho chị, 1 phần cho anh. À, hay gì? Mẹ bỏ lên lại nha. Đây là mấy cái liễn này treo Tết nè Tin nè. Có cái nón bé xíu nữa. Nè. Nhỏ xíu. Anh hai. Bánh chưng bánh tét à, đứa nào ở bụng không? Bánh chưng bánh tét à. Qua đây nè, kính thưa các loại nón luôn á, to nhỏ có nón hết. Nón nhỏ nè, nón hơi nhỏ nè, nón to. Nè nè, một sâu nè, một sâu nè. Wow, đẹp dữ. Cái này cái gì vậy? Rồi đi qua. Bánh tét giả, bánh tét thật kè. Chúc mừng năm mới, cái này cái liễn nè. Bom giả. Cái này á hả? Cái này không phải bom, này đúng gì? Pháo điện tử. Găm vô nó nổ đùng. Nhìn giống là con mèo nè. Cái mèo tài lộc á, người ta gọi là con mèo tài lộc á. Nó quất tay, nó quất tiền vô á. Nhiều mèo lắm nha. Quá chừng luôn á. Tin bánh chưng nè Tin. Có bánh chưng không? Bánh tét à? Bánh tét à? Bánh chưng à? Dưa hấu ăn dưa hấu không? Wow. Ăn miếng dưa hấu không? Một cái dưa hấu siêu bự to. Đây là mấy cái banh đẹp lắm là Tin nè, cái vỏ nè. Vô đây nè, vô đây coi đẹp lắm nè. Cái đó rớt, người ta rớt rồi, bỏ xíu qua cho người ta cái không. Để bán những cái giống nè, khoan giống nè. À, cái này là người ta làm, người ta dán keo luôn nè, một cái vỏ luôn. Ồ, cái dưa hấu bự dữ kìa. Dưa hấu khổng lồ. Dưa hấu khổng lồ luôn. Đây là bằng xốp á. Đi vòng qua đây chơi một vòng ha.